Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 90 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cái gì là quan trọng nhất đối với người tu đạo? Không phải là pháp lực, không phải là thần thông mà chính là thân thể. Thân thể chết đi thì tất cả các loại thần thông đều biến mất, pháp lực chứa đựng trong ý thức hải cũng sẽ tan thành mây khói, không ai có thể chống lại được. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng cố gắng bảo vệ thân thể của mình cho thật tốt rèn luyện nhục thể của bản thân. Cho nên tầng thứ hai trường sinh bí cảnh mới là bất tử chi thân. Kỳ thật, mặc dù hiện tại thân thể của Phương Hàn rất là cường đại, có thể so sánh với phi kiếm, nhưng khi giao thủ với cao thủ bình thường, hắn cũng không dám dùng thân thể liều mạng đấu với pháp bảo của người khác. Đây là chuyện có liên quan đến tính mạng, vạn nhất bị tổn thương thì có muốn khóc cũng không kịp, còn bị ảnh hưởng đến tu vi sau này. Nhất là não bộ càng không thể bị thương, một khi bị thương, pháp lực cũng sẽ thoát ra ngoài, cuối cùng biến thành một phế nhân. Cho nên vô luận là tu luyện cái gì, tu sĩ đều nghĩ đủ mọi cách để tăng cường sự rắn chắc của cơ thể. Phương pháp tốt nhất để tăng cường lực lượng của thân thể chính là dùng một ít đan dược thượng cổ bí truyền, tu luyện một ít thần thông có tác dụng phụ trợ cho thân thể. Tỷ như Phương Hàn có kim cương thích cốt đại thủ ấn, sau khi tu luyện có trợ giúp rất lớn đối với thân thể. Trong năm loại thần thông ngũ đế đại ma, thổ hoàng đạo cũng có trợ giúp rất lớn đối với thân thể. Diêm La Kim thân sau khi luyện thành thân thể có lực bộc phát rất lớn, có thể giết người trong nháy mắt, đánh nát phi kiếm, dùng thân thể phá núi mà đi. Nhưng mà giờ khắc này, khi dùng lôi cốt xá lợi, hắn đột nhiên phát hiện thần thông này vẫn không thể nào bằng được với dược lực của viên xá lợi. Lỗ chân lông trên toàn thân bắn ra hoa lửa điện mãnh liệt, Phương Hàn dùng pháp lực của mình dẫn nhập dược lực tán ra từng bộ phận trong cơ thể. Lượng lớn lực lượng lôi điện rèn luyện mỗi một tất da thịt trên người Phương Hàn, nhất là xương cốt, hấp thu lực lượng lôi điện dần chuyển thành màu trắng nõn, tỏa ra những tia lôi cốt đẹp đẽ, chói mắt. Mỗi một đoạn xương cốt đều có lực lượng phá tả cường đại, lực sát thương cực lớn nhất là phần xương sọ ở đầu càng lớn mạnh thì xương cốt bên trong trở thành một tầng lôi cốt trên bề mặt có một tầng lôi điện bao phủ bất cứ vật gì đánh lên nó thì lôi điện liền bắn ra đánh cho vỡ nát như vậy cho dù là phi kiếm của địch nhân phá tan được hộ thân cương khí hộ thân pháp bảo thậm chí là bổn mạng phù lục của hắn rồi đánh lên người hắn thì vẫn còn một lớp phòng ngự cuối cùng nữa hơn nữa mỗi một tia lôi điện khi tiến nhập vào trong não hải của hắn đều làm cho não hải mở rộng thêm một chút tuy vẫn như cũ không thể dung nạp thêm một viên kim đan nữa nhưng mà càng có thêm không gian vận chuyển bổn mạng phù lục việc điều khiển cũng trở nên dễ dàng hơn xương cốt toàn thân phương hàn lại một lần nữa để cao người hắn lại cao thêm ba tấc khiến cho người ta thoạt nhìn có cảm giác hắn đặc biệt tráng kiện toàn thân tỏa ra một lực lượng kinh người vốn sau khi luyện thành thần thông ngũ đế đại ma thì xương cốt toàn thân hắn đã được một tầng hào quang ngũ sắc bao phủ giống như kim cương nhưng hiện giờ qua sự tôi luyện của lối cốt xá lợi hào quang ngũ sắc lại thu liễm lại Kết hợp với lực lượng của lôi điện, sinh ra một xuyên thấu cường đại. Lợi hại nhất chính là tay trái của hắn, chính là cánh tay dung hợp với Giả Thiên Ma Thủ, cánh tay, ngón tay hấp thụ hơn phân nửa lực lượng lôi điện. Phương Hàn tùy ý chộp ra một trào, hư ảnh Giả Thiên Ma Thủ xuất hiện, trên bề mặt có thêm một tầng lửa điện, uy lực lại càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, cũng có một phần dược lực bị bổn mạng phù lục của hắn hấp thu, trên bổn mạng phù lục của hắn có thêm rất nhiều tia điện quang, loáng thoáng có vẻ giống như bất diệt điện phù trong bổn mạng phù lục của hắn cũng có một số loại thần thông lôi điện như hư tinh điện linh chảo hấp thu được lực lượng lôi điện thì uy lực lại càng mạnh mẽ hơn qua hết 10 ngày rốt cuộc hoa lửa điện bắn ra từ trên người hắn cũng thu vào trong thân thể hiển nhiên là toàn bộ dược lực đã bị luyện hóa hết dược lực của lôi cốt xá lợi này không thua kém gì cửu khiếu kim đan thoáng cái cả người phương hàn đã một lần nữa biến đổi da rẻ toàn thân trắng nõn nhìn như không có gì đặc biệt nhưng nếu như người nào tinh mắt thì có thể thấy được ở sâu trong mỗi một lỗ chân lông của hắn tựa hồ đều ẩn chứa một thế giới lôi điện. Trong hai con mắt cũng loáng thoáng có điện phủ lập lòe, ở sâu trong mỗi sợi tóc ẩn chứa những tia điện quang. Giờ khắc này, hắn có cảm giác như dù cho bản thân có bị sét đánh thì cũng có thể há miệng hấp thu lấy, đem tia chớp hút vào trong miệng, nuốt xuống bụng rồi luyện hóa. Đây là cải biến về thể chất, thân thể trở thành thánh linh chi thể câu thông với lôi điện. Một viên đan dược đã chuyển hóa thể chất của hắn. Thật là lợi hại. Thần thông, pháp lực của ta tuy không có tăng trưởng gì nhiều nhưng mà thể chất lại tăng cường thêm một lần nữa. Viên lôi cốt xá lợi này thật là mạnh mẽ, với tu vi của ta mà vẫn phải dùng 10 ngày mới có thể luyện hóa được. Phương Hàn kiểm tra thân thể một hồi, mừng rỡ nói: "Phương Thanh Tuyết có đan dược như thế này, khó trách nàng lại có thể tu luyện nhanh như vậy. Viên đan dược này thật là cường đại, nhưng nếu so với tiên đan thì cũng không có gì." Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế từng tìm được một viên tiên đan tên là Sinh Sinh Tạo Hóa Hoàn, sau khi dùng xong có thể đạt được bất tử chi thân. Diêm bình phẩm, tiên đàn, ta có thể không cách nào tiêu thụ nổi. Dùng xong có lẽ cũng bạo thể mà chết. Có lẽ chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể dùng được tiên đan. Phương Hàn cười cười nói. Hắn hiện tại cảm giác được khí lực toàn thân vô cùng cường đại. Thọ mệnh tựa hồ lại tăng thêm một chút. Ít nhất có thể sống đến 3.000 năm. Có được viên lôi cốt xá lợi này. Cải thiện được thể chất thì cơ hội chiến thắng mạnh thiểu bạch càng lớn hơn. Phương Hàn rung động tay trái. Một đoàn ma viên ẩn ẩn có lôi điện bên trong bắn ra như thiểm điện bất luận là cái gì cũng không có may mắn tránh thoát. Cũng không biết rốt cuộc mạnh thiểu bạch đã luyện thành thiên địa pháp tướng chưa. Uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Hình như cũng tới thời điểm chúng ta quyết chiến rồi. Khi hắn vừa dứt lời thì liền cảm giác được một cổ chiến ý bàng bạc. Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ xa xa truyền tới, mà đất kịch liệt chấn động. Mặc dù luân hồi phong của Phương Hàn có hai tòa đại trận hộ sơn nhưng vẫn rung động kịch liệt giống như đại thụ ở giữa cuồng phong bão táp. Pháp lực thật là mạnh. Phương Hàn hóa thành một đạo tinh quang bay ra khỏi đan phòng, xa ra ở trên ngọn núi của mạnh thiểu bạch có một cổ khí tức người không ra người yêu không ra yêu ma không ra ma tiết không ra tiên vọt thẳng lên trời quả nhiên mạnh thiểu bạch đã luyện thành thiên địa pháp tướng lại đột phá thêm một lần nữa tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng thật là lợi hại khí thế thật là lớn để ta xem ngươi có thể làm được trò chống gì khóe miệng phương hàn nhách lên lộ ra một tia cười lạnh hắn giờ khắp này ngược lại có một cổ cảm giác tất thắng trong tâm có một cổ chiến ý mãnh liệt có điều biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn rất muốn nhìn xem Mạnh Thiểu Bạch sau khi ký sinh vào trứng côn bằng, luyện thành thiên địa pháp tướng thì lợi hại đến mức nào. Khí tức khổng lồ đó xông thẳng vào trong mây, xuyên lên mấy ngàn trượng, làm cho không ít chân truyền đệ tử, trưởng lão của Vũ Hóa môn đi ra quan sát. Vân thì kích động 3000 trượng, thôn ít nhật người phúc trung tàng, tung cánh bay lượn khắp vũ trụ, ta chính là hoàng của chư tiên vạn giới. Đột nhiên, đạo khí tức đó ngưng kết lại thành hình ảnh một thiếu niên, lộ ra bộ dáng của mạnh thiểu bạch nhưng thân người vô cùng cao lớn dưới chân đạp một làn hơi nước phía sau có sáu cánh trắng nõn tựa hồ là do một loại nguyên khí ngưng kết thành mà trên những lông mao trắng nõn đó còn có những văn tự bùa chú cổ xưa không ngừng lưu động mỗi một lần vỗ cánh thì tưởng như phong nguyên ở trong trời đất đều nghe theo sự kêu gọi của sáu cái cánh mà điên cuồng tụ lại từ bốn phương tám hướng từ trong hư không trên trời dưới đất đều tụ trở về một ít chân truyền đệ tử vũ hóa môn cảm giác được các luồng gió này dường như dần biến đổi có được linh tính phong tinh linh gào thét bay múa khắp nơi mà sáu đôi cánh trắng nõn của mạnh thiểu bạch chính là chúa tể của gió hoàng giả của gió có vài đệ tử biến sắc bởi vì bọn họ phát hiện là bản thân muốn bay lên cũng không được khí lưu trong đất trời căn bản không nghe sự điều động của bọn họ cho dù vận chuyển pháp lực cũng không thể khống chế được khí lưu bọn họ thậm chí còn cảm giác được chỉ cần mạnh thiểu bạch vỗ mạnh cánh của hắn thì cả vũ hóa sơn này cũng sẽ bị gió cuốn đi thật là mạnh mẽ phương hàn thấy được sáu cánh dài của mạnh thiểu bạch thì biết rõ đây là thiên địa pháp tướng của hắn nhờ dung hợp với tính mạng của côn bằng mà luyện ra côn bằng nguyên thần vô cùng lợi hại có thể điều khiển được khí lưu trong thiên điện điều khiển được gió còn có thể khắc chế các loại thần thông về gió tự hồ thấy được phương hàn đang ở trên ngọn luân hồi phong nhìn về phía mình thiên địa pháp tướng của mảnh thiểu bạch vỗ cánh thật mạnh với tần suất cực nhanh tiếng quỷ khóc thần gào vang lên ở phía dưới chân hắn có rất nhiều luồng gió ngưng tụ thành ma quỷ gào thét lao về ngọn núi của phương hàn những phong ma này lao đi với khí thế nghiêng trời lệch đất đến cả cây cối cũng bị nhổ bật gốc cự thạch cũng bị cuốn lên xoáy tròn trên cao và chạm với nhau tạo thành những đóa hoa lửa. Thiên địa pháp tướng của Mạnh Thừa Bạch, côn bằng nguyên thần tự hồ muốn thổi bay cả luân hồi phong của Phương Hàn. Phương Hàn hơi lạnh một tiếng, ngón tay búng ra một cái, một ánh trăng bỗng nhiên nổi lên, làm cho trời đất bừng sáng, những kiếm quang cắt nát không khí gào thét lao đi. Hàng ngàn ánh trăng luân chuyển ở trên họ luân hồi phong tỏa ra ánh sáng êm dịu, thánh khiết, chiếu rọi một phương. Diễn Nguyệt kiếm trận được phát động, đánh ra một kích cắt nát phong mà đang lao tới, trong ngày mắt không gian trở nên bình lặng trở lại. Mạnh Thiểu Bạch chúc mừng ngươi luyện thành Thiên Địa Pháp Tướng, ta đang chờ ngươi đó. Ngươi đã tu luyện thành công chắc hẳn cũng sôi trào chiến ý, chúng ta cũng không cần phải chờ đợi cái gì nữa. Ngay bây giờ cùng lên Thiên Hình Thai quyết chiến một trận xem thử ai thắng ai thua. Thế nào? Thân thể của Phương Hàn bay vút lên. Đến đây. Thanh âm của Mạnh Thiểu Bạch từ xa xa vang vọng tới. Ta cũng không thể chờ đợi được nữa, vô sinh kiếm cũng muốn lấy một ít máu tươi để tế kiếm. Phương Hàn ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì ta cũng sẵn sàng thành toàn cho ngươi. Hai đạo quang hoa phóng thẳng lên trời, Phương Hàn cùng Mạnh Thiểu Bạch cũng không thèm nói nhiều, đều bay thẳng về phía thiên hình thai. Có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, cứ tiến hành đấu pháp xem ai thắng ai thua mới là tốt nhất. Hai người có lực lượng mạnh mẽ, tính cách cao ngạo, nhất định phải có một trận chiến, ai thắng thì có thể cùng với Hoa Thiên Đồ cạnh tranh chức vị trường môn. Đương nhiên là phải chờ mấy trăm năm sau khi Phong Bạch Vũ thoái vị trở thành Thái Thượng trưởng lão. Cổ thành trưởng giáo Vũ Hóa môn, nắm quyền thống lĩnh hơn 10 đế quốc trong thế tục, khống chế gần trăm vạn đệ tử, là một tiên đạo chí tôn, loại quyền uy này không ai không muốn cả. Lúc này, ai cũng không thể không thừa nhận là Vô Luận Phương Hàn hay Mạnh Thiểu Bạch đều có tư cách hiêu chiến Hoa Thiên Đô. Một người là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng, hơn nữa còn dung hợp với chứng của thượng cổ thần thú, côn bằng, trở thành một tồn tại người không phải người, ma không phải ma, yêu không phải yêu, thần không phải thần, tiên không phải tiên pháp lực cường hoành, đỉnh thiên lập địa. Người kia tuy mới chỉ tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, nhưng bổn mạng phù lục lại chứa 50 loại thần thông, mà căn cơ của phù lục chính là thần thông ngũ đế đại ma, không thua gì vô thượng thần thông như mạt nhật thiên tai. Mà đặc biệt là nó có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Hắn lại còn có hai kiện đạo khí, đánh chết rất nhiều cao thủ kim đan cảnh, ngay cả cao thủ cấp bậc như quỷ đế kiêu hùng kia cũng bị hắn giết chết. Đây chính là một hồi long tranh hổ đấu so với lần Phương Hàn chiến đấu cùng với Vạn La thì hấp dẫn hơn nhiều. Giờ khắc này, Thiên Hình trưởng lão cũng ngồi trong Thiên Hình cung quan chiến, mà hai vị trưởng lão khác là Nhị Ý Tổ, Khương Nhu Nhu cũng đứng ở trước Thiên Hình cung quan sát hai đại đệ tử kiệt xuất giao thủ. Có điều bọn họ cũng không cách nào nhúng tay vào loại chiến đấu này, bởi vì môn quy của Vũ Hóa môn có nói chân truyền đệ tử ước định giao đấu ở Thiên Hình thai thì không ai được phép nhúng tay vào. Không ngờ Mạnh Thừa Bạch lại nhanh chóng luyện thành Thiên Địa Pháp tướng như vậy, hơn nữa còn ngưng luyện ra côn bằng nguyên thần, nắm giữ lực lượng phong nguyên tố trong trời đất, chẳng những lực lượng vô cùng cường đại, mà tốc độ cũng nhanh đến không tưởng. Ta dùng một viên lôi cốt xá lợi đổi lấy Hoàng Thuyền Thánh Thủy cũng là vì muốn ngươi có thêm được chút cơ hội thắng lợi. Xem ra thần thông Ngũ Đế Đại Ma cũng thật là cường đại, chỉ cần 10 ngày là có thể luyện hóa được dược lực của xá lợi. Đứng ở trên tử điện phong, Phương Thanh Tuyết toàn thân bạch y, sóng mắt lưu chuyển nhìn theo hai đạo quang hoa của hai người Mạnh Thiểu Bạch và Phương Hàn, rồi bay thẳng lên thiên hình thai trên thiên hình cung. Phương Hàn tựa hồ cảm ứng được mục quang của Phương Thanh Tuyết, trong lòng chợt động, cũng minh bạch vì sao Phương Thanh Tuyết lại dùng lôi cốt xá lợi đổi lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy, thì ra muốn giúp mình tăng cường thực lực, cũng rất đa tạ hảo ý của ngươi, có điều dù không có lôi cốt xá lợi ta vẫn có thể chiến thắng được Mạnh Thiểu Bạch. Mặc dù là dệt hoa lên gấm nhưng ta vẫn ghi nhớ lòng tốt của ngươi. Phương Hàn thầm nói trong lòng, cả người nhẹ nhàng hạ xuống thiên hình thai. Đó là, Phương Hàn cũng không có nhìn Mạnh Thiểu Bạch ở đối diện mà nhìn vào phía trong thiên hình cung ở xa xa, bởi vì hắn phát hiện ra có hai cổ khí tức lạ lẫm, lực lượng vô cùng khủng bố, vượt xa mạnh thiểu bạch hai người này tự nhiên là như ý tử và khương nhu nhu cảm giác được ánh mắt của phương hàn khương nhu nhu mỉm cười nhẹ nhàng giống như một tiểu thư khuê các yếu đuối ẩn ẩn có vài tia khích lệ mà như ý tử thì hừ lạnh một tiếng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mỉm mai truyền thẳng tới tâm linh của phương hàn làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái vị đại trưởng lão này là ai ta chưa từng gặp qua hắn sao lại cười mỉm mai ta như vậy giống như là ta thiếu tiền của hắn không bằng đây nhất định là người ủng hộ hoa thiên đô Mặc dù ngươi là cao thủ trường sinh bí cảnh, nhưng nếu làm điều gì bất lợi cho ta thì ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chờ sau khi chiến thắng mạnh thiểu bạch xong, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một kế hoạch thật tốt. Phương Hàn nhau mắt, lộ ra vài tia âm lãnh nhưng sau đó liền thu liễm lại, trong đầu không ngừng có trăm miêu ngàn kế nổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nghĩ ra mấy trăm cách để đối phó với những ý tử. Kẻ này không ngờ lại dám mưu tính đối phó với ta. Âm mưu cũng chỉ là âm mưu, cuối cùng cũng chết mà thôi. Ta là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời, còn ngươi chỉ mới là tu sĩ thần thông bí cảnh, cũng không khác gì con kiến cả. Chỉ cần trở tay chụp xuống liền có thể giết được mấy trăm con. Ngươi cho rằng ngươi giết được quỷ đế thì giỏi lắm sao? Ta có mấy trăm loại phương pháp để vây hãm rồi giết chết quỷ đế. Với tu vi của Như Ý Tử, tâm linh của hắn vô cùng mẫn cảm, thấy ánh mắt của Phương Hàn hiện ra những ý niệm quỷ bí thì liền có thể khẳng định rằng người này đang mơ đồ chuyện bất lợi với mình, không khỏi càng cảm thấy phản cảm, chán ghét, nhướng mày lên khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cách nhìn nhận sự việc của cao thủ trường sinh bí cảnh và cao thủ thần thông bí cảnh không giống nhau. Người khác thấy Phương Hàn vô cùng đáng sợ nhưng trong mắt của Như Ý Tử, chừng nào hắn còn chưa tiến vào trường sinh bí cảnh thì vẫn không khác gì một con kiến mà thôi. Hiện tại Phương Hàn lại nổi lên âm mưu với hắn, hắn tự nhiên là rất khó chịu, tức giận. Có điều với thân phận của hắn, tự nhiên không thể ra tay với Phương Hàn, bởi vì hiện giờ Phương Hàn là đối tượng bảo vệ trọng điểm của Phong Bạch Vũ. Phương Hàn, lúc này ngươi còn có tâm tình làm chuyện khác sao? Tiếng nói lạnh lùng, trong trẻo vang lên, truyền vào trong lỗ tai của Phương Hàn. Mạnh thiểu bạch một thân bạch y, thanh bảo kiếm ở sau lưng cũng chưa có ra khỏi vỏ. Hai tay chấp sau lưng, mắt đen kịt như mắt ma thần lức nhìn Phương Hàn. Hàn đã tu luyện thành thiên địa pháp tướng, thân thể của hắn cũng không có vẻ gì khác với trước đây. Từ hồ so với nguyên bản không có gì khác nhau. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được, ẩn trong thân thể người này có một luồng yêu khí cuồng đại đang thông thả vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, Nguyên khí trong trời đất đều có dấu hiệu giống như bị sụp đổ, lấy bản thân hắn làm trung tâm, trời đất tự như muốn sụp đổ. Đây là biểu hiện của lực lượng cực kỳ cường đại, có thể trong nháy mắt thu nạp nguyên khí trong trời đất, mỗi một cái giơ tay, nhấc chân đều ảnh hưởng đến không gian xung quanh, làm ra vô hạn ưu thế. Tu vi như vậy, thậm chí là tùy ý làm gì cũng có thể làm cho tâm của kẻ địch bị rối loạn, lâm vào khí lưu cuồn cuộn, lúc xoáy mạnh mẽ, không cần phải ra tay đối phương cũng tự thua. Hiện tượng không gian có dấu hiệu sụp đổ theo sự hấp thu nguyên khí của hắn khiến cho ngay cả cao thủ Trường Sinh bí cảnh cũng phải giật mình. Thượng cổ côn bằng quả nhiên là không giống bình thường. Thiên hình trưởng lão tự hỏi, tu vi của hắn mặc dù là đỉnh phong vạn thọ cảnh, sắp luyện thành bất tử chi thân, đột phá cảnh giới thì cũng có thể hiểu được một số loại thần thú đặc thù, không biết Phương Hàn sẽ ứng phó như thế nào. Kẻ này quỷ bí đa đoan, chắc chắn sẽ không đánh một trận chiến không nắm chắc phần thắng. Thiên hình trưởng lão nhìn Phương Hàn. Phương Hàn bỏ qua ánh mắt đến mọi người xung quanh, Tập trung nhìn thẳng vào Mạnh Thiểu Bạch, thân thể tùy ý cử động, tự hồ nguyên khí sụp đổ không có ý nghĩa gì với hắn. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi muốn thua nhiều như vậy, xem ra ta nên thành toàn cho ngươi thôi. Xuất hai kiện đạo khí của ngươi ra đi, ta trước giờ cũng không có dùng pháp bảo gì, bởi vì pháp bảo sẽ ảnh hưởng đến tu vi của ta. Tính cách của Mạnh Thiểu Bạch trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng mà ẩn chứa trong đó có một cổ khí tức mạnh mẽ, ẩn ẩn có khí thế như quân lâm thiên hạ. Cái này cũng khó trách, thường cổ côn bằng có thể cắn nuốt cả nhật nguyệt một hơi có thể uống cạn một con sông lớn phun ra một cái có thể tạo thành một trận mưa to tính mạng đặc thù mạnh yếu gì cũng không thể chống lại quy luật này ta lại ngược lại phải tận dụng hết tất cả mọi vật trong thiên hạ nếu như không biết dùng vũ khí thì con người có khác gì động vật đâu không nói nhiều với ngươi nữa đánh một trận là biết thôi mà đao huyết thương khung xuất hiện trong tay phương hàn rồi đột nhiên hóa thành ngàn vạn tia máu bao phủ quanh người mạnh thiểu bạch trong trời đất khắp nơi đều là đao mang màu máu làm cho bất luận là loại thân pháp gì cũng vô dụng bản thân ma đao huyết thương khung, tự thân mình cũng có đao pháp riêng, có một chiêu chảm thiên ma vô cùng sắc bén, có thể cắt nát nguyên khí thiên địa, đối với thủ đoạn cắn nuốt nguyên khí của Mạnh Tiểu Bạch cũng có phương pháp để đối lại. Quá chậm, đã muộn. Tốc độ của ta hiện giờ không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra được, một chiêu này, ngươi đã thua rồi. Thời khắc ma đao huyết thương khung bay ra, sau lưng Mạnh Tiểu Bạch bột nhiên hiện ra sáu cánh cửa thần bí, tựa hồ thiên địa pháp tướng của hắn ngưng tụ thành đôi cánh sắp nhật vào sau lưng của hắn, Nhất cử nhất động của hắn đều có một cảm giác ung dung, thong thả. Cơ hồ trong nháy mắt khi nói chuyện, bên người Phương Hàn liền xuất hiện một thanh bảo kiếm cực nhanh. Căn bản không có từ ngữ gì có thể diễn đạt rõ tốc độ cực nhanh của hắn, một kiếm này chém ra, tốc độ cực nhanh, chưa tới một phần ngàn vạn giây. Đối mặt với một kiếm này, không ai có thể trốn tránh được. Một kiếm đâm thẳng vào đầu Phương Hàn, đầu Phương Hàn biến thành bột mịn, cả người hắn cũng dần biến ảo hóa thành nguyên khí tinh thuần, tựa hồ giống như một cái ảo ảnh. Nhưng mà ảo ảnh này lại có một phần chân thực, đó chính là kim đan ẩn chứa 27 loại thần thông. Khi Mạnh Thiểu Bạch thoáng tới gần bên kim đan thì từ trong không gian đột nhiên vang lên một chữ bạo. Không hay. Mạnh Thiểu Bạch thấy tình huống như thế này thì nội tâm chấn động. Hắn tu luyện thành thiên địa pháp tướng là côn bằng nguyên thần, có tốc độ cực nhanh, lại có thể nắm giữ hết thảy toàn bộ phong nguyên tố trong trời đất, pháp lực hùng hậu nghiêng trời lệch đất. Phối hợp với kiếm thuật của hắn, so với thuần sát đại pháp thì có thể trong nháy mắt một chiêu giết người. Một kiếm này của hắn ám sát Phương Hàn vốn cũng biết đó là ảo ảnh của phương hàn một kiếm này đâm vào người phương hàn cũng có tư duy có thể lập tức tìm kiếm vị trí chân thực của phương hàn đứng trước thủ đoạn ám sát như ảnh tùy hình cho dù phương hàn có ngàn vạn thủ đoạn cũng không thể làm gì được nhưng lại thật không ngờ là trong ảo ảnh của phương hàn lại giấu một viên kim đan hơn nữa gặp phải sự tấn công của một kiếm này lên nổ mạnh điều này làm cho hắn vô cùng kinh hãi lực lượng do kim đan nổ mạnh gây ra khiến hắn không có cách nào chống đỡ được cũng chỉ có thể vội vàng lui về phía sau nhưng kim đan cũng không có nổ bên tai của hắn truyền đến giọng nói của Phương Hàn. Ta cũng tiếc không muốn cho nổ kim đan này, dã dạ ngươi một chút mà thôi. Khi thanh âm này truyền vào tai hắn thì mi tâm hắn cũng cảm giác được một mũi nhọn sắc bén ẩn chứa lực lượng tinh tú bắn thẳng tới, vô cùng tinh tú bao trùm lấy thân thể hắn. Một mũi xà tinh tiễn đã bắn tới rất gần với mi tâm của hắn. Phương Hàn cảm giác được như kế đã thực hiện được. Quả thật là quá giảo quyệt. Phương Hàn tự nhiên sẽ không dùng kim đan tự bạo để đối phó với mạnh thiểu bạch nhưng dùng nó để thi triển kế dương đông kích tây, hù dọa Mạnh Thiểu Bạch một chút, làm cho hắn tiến thối lưỡng nạp. Quả nhiên, Mạnh Thiểu Bạch trông thấy Kim Đan, lại nghe được một chữ bạo, thì lập tức lui về sau, tiết tấu bị rối loạn, bị Phương Hàn lợi dụng dùng Lạc Tinh Cung và Giả Tinh Tiễn với lực sát thương cường đại bắn thẳng vào đầu hắn, muốn giết chết hắn chỉ trong một kích. Ra tay thật là âm hiểm, thật là tàn nhẫn, ngay trong một sát na đó đã vận dụng mưu kế, sự giảo quyệt đến mức độ tột cùng. Ngay cả ba đại cao thủ trường sinh bí cảnh đang quan sát cũng giật nảy mình ai cũng không ngờ được là trong lúc đánh nhau phương hàn lại vận dụng chiến thuật một cách khéo léo tinh diệu như thế nếu như là cao thủ ngang nhau giao thủ thì chỉ một lần này là bị giết rồi lực xuyên thấu của xã tinh tiễn rất cường đại hơn nữa lại ngưng tụ vô cùng vô tận lực lượng của tinh tú một mũi tên tất sát bay thẳng đi tập trung vào khí tức linh hồn của đối phương cho dù là cao thủ đã vượt qua kim đan cảnh như mạnh thiểu bạch cũng rất khó tránh được hiện tại mạnh thiểu bạch đã lâm vào hoàn cảnh này xã tinh tiễn chỉ còn cách hắn ba thước cơ hồ trong nháy mắt nữa sẽ xuyên thấu vào trong đầu của hắn. Mặt mạnh thiểu bạch cũng không hề lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn tiến nhập vào một cảnh giới đặc biệt, khí tức trên thân thể liền co rút vào trong người. Giống như con bằng hấp thủy, nguyên khí trong trời đất lại có dấu hiệu sụp đổ, không gian bị do cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Xã tinh tiễn bắn tới bị hắn hút vào trong bụng. Phương Hàn có chút giật mình, hắn đã sớm luyện hóa lạc tinh cung và xạ tinh tiễn, có được sự cảm ứng vi diệu với hai kiện bảo bối này. Hiện tại khi mạnh thiểu bạch hút xạ tinh tiễn vào bụng, hắn liền cảm giác được xạ tinh tiễn giống như tiến vào một không gian hỗn độn, bay mãi mà không đến cuối cùng. Hơn nữa chung quanh nó có rất nhiều luồng nguyên khí cổ quái, dường như đang muốn giải trừ tinh thần lạc ấn của hắn trên xạ tinh tiễn. Không sai, chính là giải trừ. Mạnh Thiểu Bạch dùng ma thai ký sinh quyết dung hóa bổn nguyên của côn bằng, tự nhiên có được những đặc thù của côn bằng. Thừa cổ côn bằng có thể nuốt tinh tú vào trong người, dùng không gian hỗn độn ở trong người để tiêu hóa hết thảy các loại vật chất. Tuy Mạnh Thiểu Bạch còn chưa thể hấp thu được một tinh cầu, nhưng cũng có thể mượn đặc tính này của côn bằng nguyên thần bao vây luyện hóa pháp bảo công kích hắn côn bằng quả nhiên có những đặc thù thật là lợi hại tuy ta đã sớm đoán trước nhưng mà bây giờ chứng kiến thực tế mới hiểu được khả năng thôn phệ hết thầy tiêu hóa hết thầy mọi thứ của côn bằng có điều muốn luyện hóa xạ tinh tiễn của ta thì không phải dễ dàng như vậy phương hàn thầm cười lạnh trong lòng một kiện tuyệt phẩm bảo khí tưởng là có thể bắn chết ta sao quá coi thường ta sau khi nuốt xạ tinh tiễn vào trong bụng thân thể mảnh thiểu bạch lại biến mất một lần nữa sau một khắc hắn lại xuất hiện bên người Phương Hàn, chém xuống một kiếm thật mạnh mẽ. Thế như bôn lôi, kiếm khí lạnh lẽo, hơi lạnh tràn ngập giống như mùa đông khắc nghiệt tới vậy, hút đi hết toàn bộ sinh cơ trong trời đất, vô cùng vô tận nguyên khí trong thiên địa bị hút vào trong người hắn, không gian có dấu hiệu sụp đổ. Một kiếm này đi xuống, người dù có tu vi cao đi nữa cũng bị lưỡi kiếm níu giữ lại, không cách nào tránh thoát. Nhưng mà khi kiếm khí tiếp cận Phương Hàn, thì trên đỉnh đầu Phương Hàn lại xuất hiện ra hoa cái tỏa ra quang mang ngũ sắc, hoa cái mà hoàng đế thường dùng để đi tuần hành xuất hiện. Ngũ sắc quang mang của hoa cái này bắn ra bốn phía, khí tức mềm mại, cao cao tại thượng, trong đó loáng thoáng có tiếng sấm cùng với điện năng, một luồng lực lượng khổng lồ tỏa ra xung quanh, kiếm của Mạnh Thiểu Bạch liền bị lực lượng khổng lồ này ngăn cản, bị giữ cách phương hàn ba trượng, không cách nào tiến thêm một chút nào nữa. Lực lượng thật cường đại. Thần thông Ngũ Đế Đại Ma không hổ là thần thông có thể sánh với vô thượng thần thông mạt nhật thiên tai. Ba đại đầu sáu muôn đời nhĩ tử, thiên hình trưởng lão, Khương Nhu Nhu nhìn thấy ngũ sắc hoa cái làm cho Mạnh Thiểu Bạch không cách nào tiếp tục tiến tới nữa thì liền chấn động tâm thần, âm thầm phân tích uy lực của thần thông ngũ đế đại ma này. Mạnh Thiểu Bạch, hoa cái này của ta là nhờ hấp thu một chu tước, một bạch hổ, một hoàng xà, một thủy viên, một huyền vũ mà tu luyện thành, vạn pháp bất xâm, có thể trừ ta. Đương nhiên nếu như ngươi tự bạo côn bằng nguyên thần của mình thì có thể phá vỡ được, chỉ là ngươi có nguyện ý hay không mà thôi. Trong thấy một kiếm của Mạnh Thiểu Bạch bị quang cháo do hoa cái tỏa ra ngăn cản ở bên ngoài, lực lượng của thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ không ngừng khiến cho không khí dao động kịch liệt không ngừng bạo liệt nhưng thủy chung vẫn không thể phá được quang cháo thì phương hàn cười hà hà đột nhiên một vài điểm sát lớn cỡ hạt đậu bay thẳng tới mạnh thiểu bạch ngày đó khi giết tống duy nhất và triệu huyền nhất phương hàn đã dùng a tỳ môn hấp thu tử quang phích lịch tử của bọn họ giờ lại dùng nó để đánh mạnh thiểu bạch tử quang phích lịch tử mạnh thiểu bạch tự nhiên biết thứ đồ này chứng kiến những luồng tử quang lớn bằng hạt đậu bay tới hắn liền biết đây là pháp bảo thần lôi của thái nhất môn mặc dù nhỏ bé nhưng lực nổ mạnh lại cực lớn một khi bị tử hỏa của nó đốt lên người thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái thân thể hắn lại bị mất một lần nữa tốc độ phi độ nhanh tuyệt luân không khí trong thiên địa bị hắn cắt thành hai nửa giống như lôi minh oanh tạc vô số âm thanh khí bạo vang lên xung quanh quang tráo của phương hàn phương hàn ngươi cho rằng ngươi dùng một chiêu rùa đen rụt cổ này thì ta không thể làm gì được ngươi sao bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi ở trong đó tận hưởng vô cùng vô tận công kích của bạo phong lồi thân thể mạnh thiểu bạch lập lòe bất định lúc thì ở phía tây của Phương Hàn, lúc lại xuất hiện ở phía đông, trong không gian tràn ngập hình bóng của hắn. Mà mỗi một lần hắn vỗ cánh ở sau lưng thì lại có một luồng phong bạo ngưng tụ thành hình, hóa thành một luồng sóng khí mạnh mẽ đánh lên quang cháo, cả trời đất rung động kịch liệt. Tốc độ vỗ cánh của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã vỗ liền mấy trăm lần, thậm chí là hơn một ngàn, ngàn vàn luồng phong bạo lôi hình thành, luôn phiên công kích lên quang cháo của hoa cái. Luận tốc độ thì không ai có thể sánh bằng người đã dung hợp bổn mạng nguyên thần với côn bằng thần thông ngũ đế đại ma của phương hàn ngưng kết thành hoa cái một khi thi triển ra thì không đồ vật gì có thể cường hoành phá vỡ được hạ phẩm đạo khí cũng không thể kim đan tự bạo có thể nổ ra một lỗ hổng trường sinh bí cảnh gặp phải tình cảnh này thì có lẽ cũng phải mất nửa giờ mới có thể phá vỡ được có điều mạnh thiểu bạch cậy vào tốc độ lại thêm vô cùng vô tận nguyên khí của côn bằng nguyên thần cất nát không khí tạo ra phong bạo lôi vây khốn phương hàn phương hàn dùng thần thông ngũ đế đại ma lại không khác gì một con rùa đen vạn tà bất xâm vô cùng cứng rắn mà hắn cũng không thể làm gì được, bởi vì tốc độ của Mạnh Thiểu Bạch quá nhanh, Phương Hàn cũng không thể làm gì được, thậm chí căn bản không thể xác định được vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Với tốc độ của hắn, có thể thi triển thuần sát đại pháp trong nháy mắt giết được cao thủ Kim Đan cảnh. Ngàn vạn đoàn phong bạo lôi nổ mạnh nhưng đều bị quang tráo do ngũ sắc hoa cái tỏa ra chặn đứng, cũng không thể gây ra thương tổn gì cho Phương Hàn, vô luận là phong bạo lôi mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì đều tan biến vào hư không. Hoa cái do thần thông ngũ đế đại ma ngưng kết thành vô cùng lợi hại, Phù Chi Phương Hàn mới luyện hóa thành công lôi cốt xá lợi, đem dược lực sát nhập vào trong thần thông, uy lực của ngũ hành thần lôi càng thêm lợi hại. Hai người này khó mà phân thắng bại. Một người tốc độ quỷ mị nhanh như chớp, một người vạn pháp bất xâm. Thiên hình trưởng lão nhìn thấy một màn này thì khẽ gật đầu nói, cũng không nhất định, Phương Hàn có thủ đoạn vô cùng quỷ bí, tầng tầng lớp lớp âm mưu, chỉ sợ là vẫn còn mưu kế ẩn giấu. Khương Nhu Nhu nói, pháp lực của Mạnh Thiểu Bạch cuồn cuộn không dứt, côn bằng nguyên thần thật là tinh diệu, pháp lực hơn hẳn những người ngang cấp. Như ý tử cũng lạnh lùng nói, ta thấy là Phương Hàn sẽ bị thua, dù sao thì mạnh thiểu bạch cũng hơn hắn ba cảnh giới. Sự cách biệt của ba cảnh giới không phải là thần thông, pháp bảo có thể bù đắp được. Lúc này cho dù mạnh thiểu bạch có đấu với cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh cũng sẽ không rơi vào hạ phòng. Nốt xạ tinh tiễn của ta, tưởng có thể luyện hóa được sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Ta làm như vậy chính là để xác định vị trí của ngươi ngươi tưởng ta ngu ngốc đến mức để ngươi nuốt nó một cách đơn giản như vậy sao? Lúc này ánh mắt Phương Hàn lóe lên một tia âm lãnh, tâm linh chớp động, tập trung vào vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Thì ra hắn để Mạnh Thiểu Bạch nuốt sợ tinh tiễn là để dùng mối liên lạc vi diệu của mình với sợ tinh tiễn mà xác định vị trí của Mạnh Thiểu Bạch. Phương Hàn là người như thế nào? Chỉ cần một điểm vi diệu đó cũng có thể bị hắn lợi dụng để tạo thành cơ hội cho bản thân. Kỳ thật từ đầu hắn đã sắp đặt mưu kế rồi, trước dọa dùng kim đan tự bạo, sau đó bắn ra xạ tinh tiễn đánh giết tới, khi cho mạnh thiểu bạch không thể không thi triển côn bằng nguyên thần để thôn phệ pháp bảo làm cho hắn có thể tùy thời xác định vị trí của mạnh thiểu bạch uổng công mạnh thiểu bạch luyện thành côn bằng nguyên thần có tốc độ tuyệt luôn bất luận là công kích gì cũng không thể tập trung xác định vị trí của hắn mà tấn công nhưng lại sớm bị phương hàn tính kế sắp đặt sẵn hết rồi giả thiên ma thủ bắt cho ta thân thể hắn chớp động một cái một bàn tay khổng lồ xuất hiện chính là giả thiên ma thủ mang theo ma diễm đen kịt cùng với ngũ sắc hào quang và tia tia lôi điện bao quanh từ trong hư không xuất hiện quét ngang một mảng lớn phong bạo lôi, trực tiếp chụp thẳng vào trong không khí. Giả Thiên Ma Thủ vốn có lực lượng rất cường đại, nhất là sau khi Phương Hàn luyện thành thần thông ngũ đế đại ma, có ngũ hành nguyên khí vô cùng mãnh liệt rèn luyện làm cho phẩm chất của nó tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mà sau khi hấp thụ lôi cốt xá lợi, thì một phần dược lực cũng thẩm thấu vào trong cốt cách của ma thủ, làm cho cốt cách của nó biến thành lôi cốt, vừa đánh ra liền mang theo những tia điện quang mạnh mẽ. Giả Thiên Ma Thủ chụp ra một trảo, đánh tan dòng xoáy của phong bạo, làm hiện ra hình dáng của Mạnh Thiểu Bạch. Giờ khắc này, Phương Hàn đã xác định được vị trí của Mạnh Thiểu Bạch, Già Thiên Ma thủ chộp ra một chảo cho dù núi đá, cỏ cây, tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành cho bụi, khí lưu chung quanh bị ngưng trệ, tựa hồ không gian bị đông cứng lại. Vô Sinh kiếm khí đoạt thiên mệnh. Mạnh Thiểu Bạch thấy ma thủ đánh tới, một luồng khí thế phù thiên cái địa phủ xuống, thì liền đưa tay, Vô Sinh kiếm trong tay khẽ động, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng kiếm long bảy màu, có vài phần tương tự giống như kiếm long của ba đại kiếm phái, vừa đánh ra thì liền oanh kích, đẩy giả thiên ma thủ của Phương Hàn bay ngược trở về. Mạnh Tiểu Bạch hóa thành kiếm long, có uy lực vô cùng mạnh mẽ, thoáng cái đánh mạnh lên quang cháo của hoa cái do thần thông ngũ đế đại ma ngưng tụ thành, cả hoa cái run rẩy kịch liệt, tuy không có khả năng phá tan nhưng cũng khiến cho nguyên khí rung động không thôi. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.